Và các em biết là những nơi mà ít chiều ảnh hưởng của biển thì những đó sẽ có lượng mưa như thế nào các em? Ít hay nhiều? Cho nên là châu Phi được xem là châu lục địa các em, một châu lục khô. Nhưng mà thì theo các em, khí hậu của châu Phi sẽ có đặc điểm gì? Đặc điểm ở đây là gì? Mà đã phân tích ba yếu tố rồi chưa? Không bao gồm nam là hay? Không bao gồm nam là có cái hạt nóng như một công bằng. Nam tên, nam tên, nam tên, nam tên, nam tên, nam tên, như vậy là trên một cái hạt cho cây là gì các em? Ở đây là gì? Mình đã phân tích được chưa? Em mà nóng và thêm một gì nữa các em? Khô và bị mưa thì nó ít.
còn là các em tiếp tục, còn thời gian là các em tiếp tục. Nhanh lên, sắp hết thời gian rồi. Bạn có sai đúng chỗ nào không? Có thể nhận xét không nào? Vâng.